Trời, anh phải để tiếng Việt rồi ráp mới biết, đừng gọi cho để tiếng Anh rồi ráp rồi không được. Sao như em biết, em còn nói như anh nói gì không có được rồi. Sau anh đặt cái đặt tiếng Việt đi để cho mấy người ráp khác còn gọi nữa chứ. Tao là ai? Đâu là đấy? Tại sao đây hả? Tính cảnh chứ thế này. Alo, I'm here Metro Limit, where are you? Yeah, I'm here Metro Limit. Oh, where? Ở đây, đừng nói tiếng Việt đi. Anh người Việt á hả? Trời ơi. Rồi, anh đứng ở đâu vậy? Em đứng ở cây xăng nè. Anh đang đứng ở cây xăng nè em. Đâu, em không thấy, em đứng ở cây xăng luôn nè. Anh đang đứng ở bên đường, đối diện cây xăng. Anh đập áo xanh xanh đúng không? Đúng rồi, em thấy rồi, cứ anh qua đi rồi đi nè. Thì em chạy rồi đó, thì em phải qua đón anh chứ. Rồi, để em chạy qua, đợi em xíu. Trời ơi, đặt xe mà anh đặt ráp gì mà anh để tiếng Anh rồi biết đường nào gọi, em gọi quê luôn á trời. Em có gì đâu em, bây giờ ai cũng lấy nickname là tên tiếng Anh mà. Trời ơi, anh phải để tiếng Việt rồi ráp mới biết đường gọi, nhưng để tiếng Anh rồi ráp rồi không được. Sao như em biết, em còn nói như anh nói gì đâu có được rồi. Sau anh đặt cái đặt tiếng Việt đi để cho mấy người ráp khác còn gọi nữa chứ. Rồi mình tính tiếng của em rồi, cho em cũng tên tiếng Anh mà rồi ráp cũng là tên tiếng Anh mà đúng không? Thì tiếng Anh nhưng mà cái tên của anh là ví dụ mà người ráp khác không biết, người ta thấy tiếng Anh ta không có gọi là người ta không đón được anh. Đó là cái gì, lần sau anh rút kinh nghiệm anh đổi lại tiếng Việt đi. Anh nghĩ chuyện này nó cũng không có gì đâu. Thôi bây giờ anh đây có chuyện gấp cần lên cái chỗ 6 khẩu pháo em biết không? Thì 6 pháo hôm nay là trên núi 244 nè, biết mà. Rồi bây giờ nãy như anh nhớ là anh đặt ráp lên đó chỉ có 2,000 à. Bây giờ anh gửi luôn cho chú em nè. Cái này là coi như là bộ cho em. Giờ đi gấp đi, bây giờ anh cần phải đi đi cùng Việt nè. Dạ rồi. Làm mà lần sau á anh em cảm ơn nha. Lần sau thì anh nên đổi tên là tiếng Việt cho mấy bạn dễ gọi, là liên lạc mình dễ hơn. Vậy là mình phải bây giờ nó đặt tên tiếng Anh là nó sẽ không có được. Dạ đúng rồi, là mấy bạn thấy tiếng Anh là mấy bạn không gọi được. Thì em cũng xin lỗi hơi nóng với anh nha. Dạ. Rồi ok, lên xe nha anh. Tới cái gì tích pháo pháo gì rồi anh? Rồi em đi xuống luôn nha. Ok em, bây giờ anh vô đây anh gặp mấy đứa bạn anh cái, rồi tí nữa về anh alo em chở anh về luôn nha. Ủa đón về nữa hả? Ừ đúng rồi, chứ em chở anh lên đây rồi ai chở anh về. Vậy chắc em ở lại đây em đợi anh luôn chứ, xong rồi chở anh về chứ lên xuống cực quá. Như vậy thì càng tốt, xíu anh alo em có mặt ở đây sẵn luôn. Dạ, chắc em vô pháo đó em coi tham quan thử, thấy cũng hot trong tàu nữa. Vô tham quan chơi chụp hình phim rồi đi em. Dạ ok anh, thì chút nữa về cứ gọi em nha. Dạ. Em dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Thôi đừng để bụng cái chuyện kia nha. Dạ ok anh. Dạ.